Mã vật thể SCP-090, khối Rubik Khải Huyền, phân loại, Keter, quy trình quản thúc đặc biệt tạo vật này hiện đang được lưu giữ trong một bong ke an ninh trong cơ sở thuộc điểm, và phải liên tục được giám sát bởi nhân sự cấp D đã được phê duyệt. Sự thay đổi trong sắp xếp kết cấu mới của vật thể sẽ được ghi nhận lại hình ảnh mỗi khi nó dịch chuyển. Hình ảnh kết cấu mới sẽ được đưa vào siêu máy tính cấp OT của cơ sở. Trưởng ban khu vực sẽ được thông báo về tất cả các thay đổi và tái đánh giá tình hình cứ sau nửa giờ. Không một nhân sự nào được phép chạm vào SCP-090 ngoại trừ khi thực thi theo lệnh. Cấp an ninh ASA đã được thiết lập nhằm phục vụ công tác quản thúc SCP-090. Nhân sự không sở hữu cấp an ninh ASA được phát hiện trong cơ sở quản thúc sẽ bị thanh trừng. Miêu tả, SCP-090 từng tọa lạc và được thu thập từ vào ngày 10 tháng 4 khoảng những năm 1900 trước khi thu thập. SCP-090 đã được đặt trong một căn phòng tại nhà thờ gần địa phương đó. SCP-090 đã được thu thập, nhà thờ bị đốt cháy, 6 tu sĩ và linh mục bị tiêu diệt. SCP-090 đã được đặt tại điểm kể từ lúc được thu thập. Vị trí sơ khởi của đối tượng trước khi được lưu giữ tại nhà thờ hiện vẫn chưa được xác nhận. SCP-090 là một cấu trúc hình khối lập phương màu đen kích thước 20cm x 20cm x 20cm được làm bằng vật liệu gốm không xác định được nguồn gốc. Mỗi mặt được chia thành 10.000 ô vuông riêng lẻ sắp xếp tương tự như khối Rubik 100 ô trên mỗi cạnh. Mỗi cạnh của mỗi ô rộng 2mm, mỗi hình vuông có một phần của một hình vẽ được khắc trên bề mặt. Bản khắc phát ra ánh sáng màu trắng, một cấu trúc chưa xác định được bên trong vật thể gây ra sự tái sắp xếp lại của một hàng hoặc một cột cứ sau khoảng 2,8 giây. Các hồ sơ sơ sài về sự sắp xếp của vật thể đã được lưu giữ từ năm 1242 sau công nguyên, nhưng những hồ sơ lưu giữ trước năm 1533 sau công nguyên đã bị mất. Công nghệ hiện đại đã cho phép lưu trữ lần lượt và ghi lại chính xác các hình ảnh, cũng như phục vụ mục đích nghiên cứu. Các ô vuông được chia tách bởi một đường kẻ trắng mỏng trừ khi chúng được sắp xếp chính xác với hình vuông liền kề với chúng. Hiện tại có 22 sự sắp xếp chính xác trên bề mặt của vật thể. D02301602401602415 hiện là phương cách sắp xếp chính xác duy nhất của ba ô liền kề trên bề mặt của SCP-090B10002310040909902409 và C03037720770742076042075 là sự sắp xếp 4 ô. Ngoài ra còn có một phương cách sắp xếp 6 ô. Một giả thuyết đã được đưa ra là khi hoàn thành việc sắp xếp chính xác tất cả các mặt của vật thể này sẽ gây ra một thảm họa vô song. Phụ lục, nhân sự sở hữu cấp an ninh ASA Security. Tài liệu 090A, tiến sĩ. Ghi chú thử nghiệm 0012, việc quan sát đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã theo sát quá trình nhằm phát triển một hệ thống có thể ghi lại và phân tích sự dịch chuyển trong khối vật thể này gần như ngay lập tức khi chúng xảy ra. Hiện chưa tìm thấy bất kỳ mối tương quan nào giữa những lần tái sắp xếp của vật thể với bất kỳ sự kiện nào trên thế giới. Thử nghiệm 0048, chúng tôi quan sát thấy một sự liên kết 6 ô ngày hôm nay ở mặt thứ nhất. Sự kiện này đã được ghi nhận và thông qua mà không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. 2 giờ sau đó, một trợ lý nghiên cứu trở về từ phòng nghỉ với tin tức rằng một trận sóng thần đã xảy ra ở Ấn Độ Dương và dẫn đến hậu quả hàng trăm ngàn người chết và thiệt hại tài sản trên diện rộng. Hiện tại không có bất kỳ mối tương quan nào được biết đến, nhưng chúng tôi sẽ lưu ý về điều này. Thử nghiệm 0150. Sau lần tái sắp xếp thứ 120 của chúng tôi ở mặt thứ tư của khối lập phương và báo cáo tai nạn thứ 120 trong phòng thí nghiệm, chúng tôi sẽ chỉ định mặt thứ tư là mặt địa phương và sẽ thực hiện các biện pháp an toàn vào ngày mai. Nhân viên không được khuyến khích đặt cược liên quan đến kết quả của sự sắp xếp. Thử nghiệm 0172, một sự tái sắp xếp máu ô đã được ghi nhận lại sáng nay ở mặt địa phương. Để phòng ngừa an toàn điểm đã được sơ tán. 2 giờ sau, một vụ vi phạm quản thúc đã xảy ra, nhưng kết quả không gây bất kỳ thương vong nào do quá trình sơ tán. Vật thể được xác định là đã dự đoán các sự kiện, chứ không gây ra chúng. Mặt thứ nhất được chỉ định là mặt toàn cầu. Tái phân loại vật thể lên phân loại Euclid đã được đề xuất. Thử nghiệm 0240. Chúng tôi đã đẩy mạnh các thí nghiệm của mình ngày hôm nay bằng cách cố gắng thay đổi cách sắp xếp của khối lập phương. Khi một nhân viên cấp D của tổ chức đã cố gắng thực hiện một sự tái sắp xếp, SCP-090 này lập tức tạo ra sự liên kết 10 ô theo chủ ý của nó gần góc trên cùng bên trái của mặt địa phương. Chính xác 2 giờ sau đó, SCP phá vỡ quy trình quản thúc và các đặc vụ và cũng bị mất tích trong vụ việc. Đề nghị thử nghiệm việc thay đổi cưỡng bách cách sắp xếp của SCP-090 đã bị đình chỉ. Đề xuất tái phân loại lên phân loại Keter đã được phê duyệt do SCP-090 rõ ràng có khả năng gây ra các sự kiện theo chủ ý của nó. Vật thể này có thể sở hữu tri giác. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để giúp mình có động lực ra video nha các bạn. Xin cảm ơn.